Với cô gái địa phương đã có chồng, một du khách người Anh bị đánh trọng thương tới tử vong khi đang nghỉ dưỡng trên một hòn đảo ở Hy Lạp. Nguyên nhân cái chết xuất phát từ cơn ghen tuông của người chồng, khi vị khách Anh bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với vợ của hung thủ. Du khách người Anh 40 tuổi, được phát hiện trong căn phòng tại khách sạn Familia ở thị trấn Vathi trên đảo Ithaca, Hy Lạp, trong tình trạng tử vong với vết thương rất nặng trên đầu. Kẻ tấn công được xác định là Costas Kameas 54 tuổi, một cư dân trên đảo. Vợ của Costas 42 tuổi cũng bị bắt vì đã để mặc nạn nhân bị thương nặng trong khách sạn. Theo truyền thông địa phương, du khách người Anh tới đảo Ithaca hôm 14 tháng 11, người này bị nghi ngờ có quan hệ tình dục với một phụ nữ đã có chồng trên đảo. Sau khi biết chuyện, người chồng nổi cơn ghen và đã xông tới khách sạn để tính sổ. Sau sự cố kể trên, đại diện của bộ ngoại giao Anh cho biết đang hỗ trợ gia đình nạn nhân tới đảo Ithaca và liên lạc với chính quyền Hy Lạp. Hòn đảo Ithaca nằm ở phía tây lục địa Hy Lạp. Ngày nay, hòn đảo nổi bật với những bãi biển tuyệt đẹp và vùng nước xanh ngắt Du khách tới Ithaca đừng quên ghé thăm thị trấn Vathi, dừng chân tại một nhà hàng địa phương để thưởng thức ẩm thực đa dạng, hấp dẫn.